Cục diện bảng B sau lượt trận thứ tư, cơ hội nào cho Việt Nam? Thất bại 1-3 trước Oman ở lượt trận thứ tư vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khiến cho số phận của đội tuyển Việt Nam gần như đã an bài. Phải đối đầu với một đội tuyển chủ nhà Oman đang hừng hực khí thế và rất khát điểm. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo dù thi đấu đầy cố gắng, nhưng trước một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp và tốc độ chơi bóng, chúng ta đã không thể có được dù chỉ là một điểm. Trận thua ngược đêm qua trước đội tuyển Oman đã bộc lộ ra rất nhiều những vấn đề của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Từ cú vung tay thừa thãi của Tấn Tài hay Duy Mạnh dẫn đến những quả penalty không đáng có, cho đến cách đối phó với các tình huống cố định cực kỳ khó chịu mà phía Oman bày ra. Bên cạnh đó, việc thể lực không đảm bảo đã khiến cho Quang Hải cùng các đồng đội không thể phát huy được hết khả năng chơi bóng của mình. Đây cũng có thể được xem như là trận đấu kém thuyết phục nhất của đội tuyển Việt Nam kể từ khi vòng loại thứ 3 khởi tranh, khi các cầu thủ của chúng ta đã bộc lộ rõ ràng điểm yếu lớn nhất về mặt tâm lý và thể lực. Ở các cặp đấu còn lại, Saudi Arabia tiếp tục thể hiện một phong độ không thể ngăn cản với chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Trong khi đó, Nhật Bản đã có chiến thắng quan trọng trước Australia để qua đó nuôi tiếp hy vọng giành vé vào vòng chung kết World Cup 2022 với 6 điểm có được sau 4 vòng đấu. Oman với chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Việt Nam đã có bước nhảy vọt đáng kể trên bảng xếp hạng khi vươn lên vị trí thứ 3, bằng điểm với Nhật Bản nhưng xếp trên vì hơn chỉ số phụ lẫn kết quả đối đầu. Việt Nam còn bao nhiêu phần trăm cơ hội đi tiếp? Như vậy, sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất trong 12 đội tuyển thi đấu vòng loại thứ 3 chưa có được điểm số nào. Thống kê từ trang We Global Football cho biết, cơ hội đi tiếp bằng vé trực tiếp của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đã giảm xuống 0% và tỷ lệ bị loại lên đến 99,96%. Trong khi đó, tỷ lệ giành vé bằng con đường playoff của chúng ta hiện cũng gần như bằng 0. Chính xác thì nó chỉ còn 0,04%. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản dù đang thất thế trong cuộc đua giành vé đi World Cup 2022 nhưng vẫn được đánh giá cao nhất với tỷ lệ đi tiếp lên tới 68,16%. Saudi Arabia xếp thứ 2 với 65,44%. Australia xếp thứ 3 với 63,12%. Oman dù có 6 điểm sau 4 lượt trận nhưng We Global Football đánh giá cơ hội đi tiếp của đội bóng này chỉ có 3,24%. Cuối cùng là đội tuyển Trung Quốc với tỷ lệ đi tiếp cũng chỉ là 0,04%. Trên thực tế, cơ hội là vẫn còn cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng không dám tin những chiến binh sao vàng có thể làm nên điều kỳ diệu trong những vòng đấu còn lại. Khi mà đối thủ tiếp theo đây của chúng ta là Nhật Bản, đội bóng hàng đầu châu lục lúc này. World Cup, sân chơi quá tầm và cơ hội vàng dành cho đội tuyển Việt Nam. Với những gì đã thể hiện sau 4 lượt trận đã qua, có thể thấy rõ sân chơi World Cup vẫn là một thứ gì đó ngoài tầm với của đội tuyển Việt Nam, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Đây là lý do có thể hiểu được, bởi dù sao, chúng ta mới chỉ thực sự có những bước tiến vượt bậc trong 3 năm gần đây và đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có vé lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Chính vì thế, thay vì mơ mộng những điều viển vông, mục tiêu thực tế lúc này của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là cọ sát, tích lũy kinh nghiệm và nếu được, giành được những điểm số đầu tiên ở vòng loại này. Bởi dù sao, việc được thi đấu liên tục, thường xuyên với các đội tuyển hàng đầu châu lục không phải là cơ hội dễ dàng gì có được. Với các cổ động viên Việt Nam thì sao? Rõ ràng, việc đã quá quen với những chiến thắng khiến cho chúng ta rất khó chấp nhận việc đội bóng con cưng liên tiếp phải hứng chịu thất bại trong thời gian gần đây. Buồn không? Có. Thất vọng không? Có đấy. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta vội vàng lên tiếng chỉ trích thầy Park và các học trò. Bởi dù sao, đây cũng là sân chơi lớn nhất mà một đội tuyển có thể tham dự chỉ sau vòng chung kết World Cup. Và với những gì đã thể hiện, có thể thấy chúng ta đã làm rất tốt rồi. Có chăng chỉ là đối thủ của chúng ta quá mạnh mà thôi.